Ê, con ăn đi. Xin tú bơ. Sao mới đầu con nói ngon quá mà giờ con làm cái đầu giọng điệu vậy làm sao? Ngon mà. Không ăn hả? Xin tú bơ á. It's really good. Trời, xin tú bơ có sầu riêng thì ăn, mà còn xin tú bơ không có sầu riêng thì kêu không không ăn. Cái mẫu mét mốt đâu, đưa ra coi coi. Tại sao? Tại sao hả? Cái cây này là cây quýnh tại sao hả? Rồi tính làm gì đây? Hả? Ừ, nó. Rồi, rồi, thôi được không? What? A floor mat that you put your shoes on, like a rubber one that has a little edge on it. No, so why don't we buy a long one? This one's fine for here. I'd replace just the store shoes. No, no, no. No. No, okay. Ah, baby, can you change the battery on the camera for me, please? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à. Không có 11, 12, 13, 14, 15. Đọc đi chơi 16, 17, 18, 19, 20. À, chơi qua chơi tiếng Quảng luôn. 1 mét mốt đâu? Đưa mẹ tôi 1 mét mốt coi. 1 mét mốt đâu? Hết rồi. Hết rồi hả? Kìa con bướm vàng. À, không hát nữa. Kìa con bướm vàng. Hả? Cái gì? Oops. Oops gì? Oops gì? Con gì á? Con nào đâu? Con đó là con ếch đó con. Con ếch xà. Cái gì con ếch xà? Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Hát đi, hát đi. Let it go. Cái gì nữa? Turn around and slam the door. Gì trời? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh. Bướm bướm bay 2-3 vòng, bướm bướm bay 5-3 vòng. Chay ngồi xem, em ngồi xem. Quá dữ luôn, trời ơi, mẹ hát đứng rồi nhúng rồi làm theo nó y lớp hớp vậy. Đưa cái chì cái mỏ ra nữa. Lạnh quá, lạnh quá, chú Hoàng. Chú Hoàng. À, lạnh quá. Quảng chú. Chú quá nhiều. Này, chú lạnh quá hả? Chú Hoàng này. Chơi ăn giỏi quá cô chú ơi, thử cầm đũa ăn. Nhìn tha thẳng thẳng thẳng. Thẳng. Làm sao? Bẹt ra hả? Bẹt ra vậy đó hả? À, bẹt ra vậy đó hả? Làm sao nữa? Thôi đất ơi. Chơi đang vừa coi phim hoạt hình đó, vừa hay không con? Wow, nay kỹ thuật dữ người ta. Trời, có cái mỏ kìa, mỏ mét mốt kìa. Ui trời, cái mỏ ngon con, giỏi quá. Trời ơi, trầm quá, giỏi luôn. Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Dữ người ta. Bởi vậy có cái máu châu Á trong đó mà biểu. Mở nghe coi. Hả?
Hơi xạo quá, làm gì cay. Nước nè. Xạo sự không có mì đâu. Mì nó mì không mà kêu cay. Để xuống. Ừ, mẹ để xuống. Chơi làm gì chơi? Bác sĩ. Ủa chơi làm bác sĩ vậy? Bữa nay mẹ chay soạn đồ của chay ra cô chú ơi. Quá trời đồ luôn. Xong chưa? Dạ xong. Con mặc cái quần. Mặc cái quần mùa hè. Cái quần này Tàu Ngọc mua 2 năm rồi đó. Giờ mới mặc được đó. Chuẩn bị mùa hè là mặc. Mặc mặc. Này lớn mà già thú đế luôn á. Quá là già cú đế luôn á. Okay. Đồ chơi thì quá trời trời luôn. Rồi đi ra cho mẹ soạn cái đồ này, mày bỏ vô bịch nè. Mấy đồ này là đồ nhỏ hết rồi đó. Đúng rồi, cảm ơn nha. Đúng rồi, lùa đồ qua bớt đi. Chơi gì mà quá trời chơi. Con mới bi lớn có cái đèn pin này nè. Mới lớn có cái đèn. Con nghe. Nè, bỏ đèn pin vô. Con nghe. Tắt đi, tắt đi, tắt đi chứ tự nhiên để đèn lên chi vậy? Chừng nào mình sử dụng rồi mình ấy. Cái này ngày xưa cô chơi này cô chú nhớ không? Cái này cũng ngày xưa cô chơi này, bây giờ chơi gặp lại chơi vui lắm. Cái này là cũng lâu rồi nè. À. Thử coi đeo đồng hồ, coi đồng hồ hồ gì dễ quýnh không? Đồng hồ của ai vậy? Đồng hồ của chay hả? Đồng hồ chi nhiều màu sắc rồi. Yeah. Chút màu sắc đó nha chưa? Thôi mà cái quần bông nó muốn rộng dễ sờ thì cái quần bông. Mùa hè này là cô chú coi chơi mặc quần sọt đã đời luôn nè. Mặc quần sọt dễ cưng lắm. Cái gì vậy con? Cái này nè. Hết pin rồi. Này con. Còn hết đây rồi. Trời ơi, người nhỏ mà đeo đồng hồ bự quá. Sao đeo đồng hồ bự dữ vậy? Hả? Sao đeo đồng hồ bự dữ vậy? Bị chà bá lửa luôn á. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Đưa mỏ mét mốt ra coi. Cái mỏ mét mốt đâu? Chơi cái mỏ mét mốt của chơi đâu? Rồi bà. Gom vô hết đi. Hồi nãy giờ mà soạn cái tủ đồ của nó không đuối luôn cô chú ơi. Đồ nhỏ xếp vô mệt luôn. Để cho cô chú coi nè. Này là sơ sơ thôi. Đó. Trong đây cũng có. Sơ sơ thôi đó. Mấy đồ nhỏ nhỏ bực dễ sợ luôn. Đây phòng của chay sơ sơ này cô chú nè. Đồ chơi đó. Không làm chi cho hết đồ chơi. Bây giờ Ngọc biết nó rồi. Đồ nào mà nó chơi quan lần cái này cất. Cất rồi xong rồi mốt lôi ra nữa là thành đồ mới của nó đó. Con nít nó dễ quên. Giờ cái này vô bỏ vô cái bịch. Rồi bây giờ con ngồi chơi nha. Bây giờ mẹ dọn dẹp nha. Giỏi, cảm ơn chay. Leo lên siêu xe đi. Mùa hè này lấy siêu xe chạy vòng vòng nha. Mẹ đi cái gì mẹ đi với con sao đi được? Sao con kính này vô được? Trời ơi con đổ vô luôn nè. Chở nguyên đám đi luôn. Trời ơi. Con nó đòi mua cái này thấy tiện lợi nhất là nó gom đồ bỏ vô đó không à. Rồi lý do sao không chịu? Cái này đâu phải để ngậm đâu. Con nói gì với Lucky kỳ vậy? Oh, you said it's cold outside, so Lucky don't go outside, right? Yeah. It was outside, yeah, Lucky, you gotta put your shoes on when you go outside, Lucky. Right, JD? Right. Our shoes are
And what else? You gotta put your jacket on too. Nó nói là kỳ á, nó ngồi nó nói là kỳ là đừng có đi ra ngoài, ngoài lạnh lắm. Phải mang giày vô. Lucky, are you fit on JD shoes? JD, Lucky need four shoes. Look how many legs. Nhìn coi Lucky có mấy cái chân. Bốn cái chân. Ê, dớ. Lucky có bốn cái chân mà con đưa có hai chiếc giày sau. Lucky mang dừa. Không có dừa. No, mình phải đi mua cho Lucky đôi giày khác chứ đôi giày đó của con, nghe chưa? Ê, đem cất đôi giày lại cho mẹ, lẹ lên. Lụm đôi giày cất lại cho mẹ chứ không có dục kiểu đó. Dạ mẹ. Rồi lụm đem lại vị trí cũ. Cái gì? Lý do sao không được? Gì đó? Tự nhiên lại đó làm chi? Ôi trời đất ơi, lấy cái cây. Đi lại lụm đôi giày. Cất về vị trí cũ, cái đôi giày hồi nãy không phải nằm chỗ đó, cái đôi giày nó nằm chỗ bằng kia. Đi lại lấy đôi giày bỏ lại vị trí cũ cho mẹ. Đúng rồi, giỏi quá. Quá giỏi luôn, mẹ nói là nghe liền, bỏ giày lại đi vị trí cũ lại lên. Mình lấy chỗ nào mình để lại chỗ đó chứ sao mình thấy luôn. Ôi trời đất ơi. Mệt quá. Tôi hiểu nó làm vậy mà nó kêu mệt quá. Oh, that would make you so tired. Yeah. Dẫn mặt cái chay nhìn thẳng chay. Rồi bây giờ con trò chuyện với Lucky đi. Con nói Lucky sao? Nó kêu Lucky ơi, ngoài đó lạnh lắm, đừng đi ra nha. Don't pat Lucky in his butt. He doesn't like it. Only his head and neck. Pat the butt. Only his head and neck. My butt did the. Yeah. Nhẹ thôi. Đó. Let's see. Ai làm? Who did it? Yeah, it's a little scratch there. So don't touch him then. Đừng có đụng. Con lên làm gì vậy? Mở vi hả? Sao tự nhiên? À, mở vi coi Sita hả? You wanna watch some Sita? Ôi, đem đầu bấm lại cho ba đó, giỏi quá. I love it when you call me send me. Rồi để ba gãy lưng cho con kìa, gãy lưng cho ba. Wanna try? No. Đó, đã không? Here, watch. Scratch your back now. You want this one, the massager? À, đã chưa? Trời ơi, cứ dở cái áo lên nữa, được không? Every touch is ooh la la. Oh yeah, bad Lucky. Bad Lucky. Con nói Lucky sao ngoài trời lạnh lắm, đừng có đi ra ngoài sao? Con nói Lucky, it's really cold outside, so don't go outside. You ready to do the splits? Wow, chị. Cô chú coi chay bẹt háng nè. Xích vô. Sita? Nó đang kêu bà nó đó. You don't want Sita? What you want then? Bà nó đang bấm qua. Nó kêu xích qua. What you want? It's gonna be what you want. Nói đàng hoàng. It's a commercial. Calm down. Rồi, phải cái này không? Còn phải con thích này không? Không hả? Vậy chọn bài nào? Ok, coi cái khác. Con muốn bài nào? You don't want? Which one you want? This one. Nói đàng hoàng. No. Cái nào? No, I don't want. I don't want kid you. Okay, which one? Còn cái nào con kêu ba dừng lại đi, con nhìn con kêu ba dừng lại cái nào? Which one? You want Havana, Hunana? Havana, Hunana. What? Yeah.
you want Havana, Hunana. Không muốn bài đó phải không? Không muốn sita hả? Alright, we're gonna put on Havana, Hunana. Nó biết cái nào nó muốn ở nhà chứ không phải cho nó cái nào nó coi đó đâu. Con làm gì chay, làm gì đưa mặt làm vậy? Quán gấu, có chay lạnh. Cái gì? Chay lạnh. Chay lạnh hả? Dạ. Lạnh ở đâu? Quán đây, mở cửa. Mở cửa lạnh đó hả? Is this what you wanted, right, Jamie? Đó, đúng cái này không? Con thích cái này phải không? Dạ. Con thích thì nghe đi. Oops.